trong này nó hay mưa mày. Thời điểm đẹp nhất trong này là thằng mấy anh nhỉ? 1/12. Cua ngày đảo nhiều, các loại đảo. Săn hốc à? Đúng săn hốc không? Cây cối nhiều đúng không? Đúng cây nhiều này đúng săn hốc rồi. Nhảy xuống bơi đi. Bơi lội đi. Bên đây nữa rồi. Đây mình đang ở khách sạn The Hill tại Phú Quốc. Đây không gian vườn của khách sạn. Thấy cây cối rất nhiều. Đấy, thế này là hồ bơi. Quang cảnh thiên nhiên rất là hùng vĩ. Buổi chiều đây rất đẹp.